Một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam trong hôm nay mùng 10 tháng 10, trời chuyển lạnh. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 gây mưa to đến rất to tại một số khu vực. Không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt giảm xuống còn 21 đến 24 độ C khiến người dân ra đường vào buổi sáng có thể cảm nhận rõ rệt cái se lạnh đầu mùa. Đây được xem là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2021. Tại khu vực Hồ Gươm, trong buổi sáng mát lạnh dù có mưa nhỏ nhưng nhiều người vẫn chạy bộ, mặc áo mưa, che ô đi tập thể dục để tận hưởng cái se lạnh đầu đông. Hôm nay thì rõ ràng là thấp hơn rồi, bắt buộc là phải cầm ô, chứ không thì ướt hết. Là lạnh đột ngột, rồi ướt thì có thể bị cảm. Chú thấy trời rất dễ chịu về nhiệt độ, còn mưa thì tất nhiên là không thích rồi. Mưa này coi như nhỏ, cũng đi trừ bão thì chú nhỏ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 11 tháng 10, có mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 đến 22 độ.